là sao? Đâu tới đâu À, này là kích sao hoạt là ra hai cái lồng đèn nè. chết luôn Ồ. Oh. tao bị văng game rồi quá khổ. Gì vậy? Tao thấy trái đó tao văng game luôn Ừ. tưởng Dạ nha. lát là... Chủ tịch đang đâu kìa, leader qua rước kìa. Này, ê Đang ai có chính vật tổ nè. không, quánh phụ con này coi. Ấy cái gì, bắt đi vô đi, bắt đi vô, bắt Ê, đi vô, từ 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 để tao vô. không, lát Gì tao cho tụi mày coi hết chiêu nè. Bây giờ là cứ 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 ăn đam vô nó trước cái đã. vậy chủ tịch Đó. kinh giống em chứ hả? Gì vậy, tao mặc quần khác mà. Rồi. Rồi bây giờ là vô đam con boss cái đã, vô đã, quánh đi. Tao còn đam À cái này là nó tạo giống như là tạo ra cái vùng sấm sét nè. Cái chiêu này nè. Đó. Quánh đi, quánh cho chết boss đi. buồn giờ nằm ở đảo bên đây. Rồi xong mấy này là nhỏ rồi. Không mà lát còn nhiều chiêu mà. Đâu Đó, rồi, bắt chiêu này đầu. là cái con Z nó sẽ hút con boss lại. Nghe nghe thú vị vậy. Không biết sao nãy nó ra cái cây con kim bum luôn mày. Tao cũng không biết sao nữa. Phải đi dạy cây nữa Rồi. nè. Rồi giờ đó đâu? Rồi cây đó đâu? Tao Giờ cũng thêm biết, để cây vô nhà nè, tao phải to. coi coi. Phải to, giờ thêm cây nữa, phải to. Đâu, ra cây Nè. đâu? Nè, bên đây nè anh. Đâu? Này Mày nè. bấm Chiêu á, cái đó bấm chiêu xuất hiện á. đâu không thấy. Nó bị mất luôn à anh. Ôi rồi, rồi, rồi. Rồi bây Cây giờ chạy họ qua Vân cái con Dương. boss level 2000 đi, tại vì chưa có ra thêm được một chiêu nào hết nè, phải quánh thêm boss 2000 nữa. À có chiêu bay nè. Đúng không? À chiêu bay này Đu. thì sẽ cưỡi Có Zed. chiêu bài chứ. Tao ơi nó bay chậm lắm mày ơi. Đâu Rồi tao sao ỉa tao đồ không chứ. thấy cái gì hết vậy. Tụi mày đâu? À, chết Mày đang rồi. ở đâu? Về đảo rùa đi. Review ké. Rồi. Để Review review ké mà bắt người ké. ta làm được các Review kiểu ghê ké. thiệt chứ. Mới vô bật bật game, bật OBS lên các thứ làm quá à. Đâu rồi, rồi Đâu rồi rồi. để qua chứ. Tấn ỉa đâu, lẹ lên coi. Charlie Từ em ơi, từ. gì tháng làm 100 triệu mà xài máy tính chơi Roblox đít Rồi game. vô Úi Roblox chơi giật giật giời ơi, mạng kiểu. trời ơi, có liên quan gì đâu, chiêu thức gì đâu. Nè chiêu này là Đâu lợi múa coi coi. lợi boss 2000 đi. Khoan khoan mày 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 Gì chơi phải múa Ali đúng không? chứ, trời đất ơi. Đây đứng yên coi, để tao Lên test đi. tên mày nè. Ủa. Gì vậy? Để tao Cái tao chiêu đó tao chiêu gì bắt được vậy? Sao thấy chiêu tạo cục mây không, đen chiêu chiêu thui Z. biến mất rồi. Này là chiêu Z, này là chiêu Z nè, đứng Đâu yên dễ đứng đâu yên. dễ đâu. Nè Z nè. Múa lại cái rồi. Đó, nó hút mày vô cái xong nổ. Ý có Dễ. vậy thôi hả? Còn cái cây Ừ. đâu? Hồi nãy thấy có nguyên cây đại thụ bự lắm mà. 2000 Đó. Robert đó hả? 2000 Cái Robert mà vậy á hả? đó Cái gì cây đi trong đó hoa mày? Trời ơi. cây độc Hoa độc, hoa độc, đừng hoa độc ha. đó trồng ra cái kẹo nữa nè, nhấp chuột trái Đúng gì rồi, chỗ mình muốn quánh trồng cây không thôi. phải mày đàn mày thiệt. quánh tướng đi gì cho biết tại tao chưa Ali tướng mày ơi, quánh nó đi. thấy chưa thấy Ồ chưa. sao sao thấm dữ vậy? Thôi Ali vô, mày dám chơi hả? Cái trái này Ồ. là trồng cái land ít nó bắn ghê lắm. Anh Đây chưa? là đang ghê nè, là đây. Gì trồng lan ít gì nữa đây Là ông lên đi, nội. lên đi. Thầy bà thì chứ. Hả, mấy Quên này giờ quên. cấp 2000, tao cấp 1500. Ưi ơ. Nào ép Thôi bà thôi thôi mấy ao meta là chứ, đây vô boss 2000 coi là tao xử nó. con nào Hàng boss 2000 bất trong cái lỗ này nè. nhà Để à, lẹ là lên cái Ushita lỗ của con boss là ủa sao ta á. chạy chậm quá ta. À biết rồi, ta không đeo Này khoan. cái nón dữ dội vô. Nè Ủa trồng sao thêm lane ít vô nè, tao đó. không vô được biểu. Tết mày. Đứng ngoài coi đi. Đứng ngoài quay đi chứ, đứng Đây nhìn đây đi. đây. Tao sẽ trồng hoa thêm nè, ai trồng hoa chỗ ở chỗ này. Ủa sao Rồi trồng cây được của con cây hoa vậy? gì rồi? Chắc đợi thời Trời. ba gian đó, chắc đợi thời gian nó chồng rồi đó. Ồ chỗ này không sao ru vô được hả? Rồi, chạy ra, không nghe tiếng tụi nó nói chuyện trong Discord luôn rồi. Lát rồi đó, Rồi hết lát rồi, hết rồi. rồi, lát rồi bị văng game luôn hả? Ừ rồi rồi xong nữa rồi, review ké Quay kiểu này. game vậy là chết Nè. rồi. Review Đó, ké kiểu nó này là trồng ra được chết cái cây rồi bự các nè. bạn ơi. Thử nè. Bạn anh. Nó Tao trồng không được vô. cái cây bự rồi nè. Quái chói kìa. Ừ, Ừ bự thiệt mày ơi, mới ngoài này tao thấy bự thiệt luôn á. nữa nữa đó, đó chữ thề nha. Nó đứng ngoài nó bấm cà nó coi nó thấy luôn à. Ai quánh Ca chết coi. con boss đi, Đây 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 quánh đây. chết con boss đi còn còn nhây nữa. Còn chỗ đó rồi. Nè Chỗ này không sao đứng ru ngoài vô đi đó, cây đam boss rồi đó. À, trồng cây nè, hái hoa dân chủ đồ các kiểu nè, đó không đó, trồng thêm cây kẹo nè. Ê, hình như trồng, nếu mình trồng cái cây kim bum á thì nó không có ra được mấy cây nhỏ. Vụ lấy cây coi đâu rồi, đâu boss rồi, đâu. ơi.
bỏ đánh em gần chết rồi Ôi anh. cái chiêu này nó khó xài nè. Cái chiêu chiêu Z nó không có hút lại. Hiểu phải nó có Giết cái boss tầm nhanh đi nước ra nó quán con khác mà con này tao không vô được. chủ tịch lại đứng ngoài để cho đàn em trong đây làm việc đi chứ. Khổ thì chứ. Thiệt chứ. Ấy. Chạy lại đã chết rồi. Tướng buồn rồi kể cho tướng nhân game rồi tướng buồn rồi tướng Rồi, không không có chơi được nữa lên miếng mastery gì cái con này luôn rồi phải nè. buồn chứ Không phải là người giết mới được mastery đây anh. Trời ơi, đấy không nói làm lỗi tùm lum là hết hắc hắc phế mặc đồ giống giống danh gì vậy chạy 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 qua đây, ở chạy qua đây quánh em cái con boss này đâu coi. không mà không ok hả đó, vô em bằng danh anh nè vô quánh Cavendish nhân tướng. Cavendish khỉ họ tao tao đánh lại bằng ảo tưởng hả mấy này vô được tao đâu vô được đâu gì chủ tịch vô không được nữa kìa. Đây có đủ level đâu ừ ơi chán chủ tịch mà ơi là vô chủ địch, chết chủ địch ơi là chủ địch chán như vậy chủ địch. rồi chưa xếp ba luôn chán Trời ơi. ừ đánh đi mơ chiêu đẹp lắm á tại đây tao thấy nè trời ơi xanh lè xanh lét luôn nè Mấy này nó vội vàng quá, xong rốt cuộc văn game gì các kiểu không xét hồi sinh gì, đấu rùa các kiểu lại chỉ coi trái quỷ bít mơm nữa. Khổ. Đó quá đó đau đó đó, khổ đó 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 dồn đam dồn đam dồn đam. hai mạng rồi anh Ừ dồn đam đi, cứ dồn đam cho anh có ừ đam đúng trước rồi đã. dòm đi tay trong ngoài này tao thấy ghê lắm nè quánh Thứ quánh hai tao đó. đắt Ghê luôn được, ghê thật thằng sự. to lắm ơi Rồi trồng cây nè, trồng cây trồng cây gây rừng nè, đó không chiêu này chiêu trồng cây gây rừng à, các kiểu vô dạ đi mày đâu rồi đánh chết nó đi giết nó đi mày tao bóc nhanh lên lên Phật tổ có ra đi mấy Phật tổ chị không vô mà nhây em có tổ đâu em đây xong boss nằm đó ra ngoài rồi rồi bố ra ngoài rồi ra biển rồi rồi thằng lên đây nào bùi đánh boss ra ngoài vậy giờ sao rồi đánh Soru ra Soru ra ủa ốp cá quỷ thôi chứ không ốp cấp không ốp gì hết hả có cả bạn ốp đảo Soru gì qua đó không được ốp mà phải đảo không gì không rồi được em Soru qua rồi khổ Soru qua Soru qua chơi nó luôn đâu chị rồi chơi đâu trực rồi tiếp đâu luôn rồi hả không ở thấy chơi nó rồi chơi ủa chơi sao nó ra ngoài rồi ai dùng chưa ra ngoài mày đi review ké về mà không đủ từ cấp là từ chết rồi từ chết rồi Cái bên đây, Trời bên đây. ơi, mấy Chết ông rồi. đánh gì nó vô trong nữa rồi. Hình như là chiều qua bộ của em nãy sao. Giờ Vừa vô trong rồi. tấn tức Rồi quá đi mua trái quỷ khác rồi. rồi, có chiêu rồi, có chiêu 2 rồi, có chiêu 2 rồi. Rồi. Clip là dài rồi, đâu Tấn đâu rồi. Tấn đi Tấn mua buồn rồi. từ Tấn đi mua từ từ trái quỷ khác rồi. Khổ quá rồi, Đứng đừng đây. kệ tao nữa. Đây đây Tụi đây, mày tao đã có không chiêu. được cái gì hết. Này đứng yên đây, tao có chiêu test lên mày nữa rồi. Đây chiêu ít nè, chiêu ít nha. Nhớ nha, chưa ít nha, Tao đó. chưa ít, Thằng chưa ít. này bắt chước. Đó. Bắt chước hả mày? Chưa ít của con Prometheus. Mày Nó thấy thấy không? sao Nửa giống giống máu cái kìa. Mira vậy? Thay máu Nửa luôn. máu kìa. Rồi, Thì xài nửa chiêu ít máu cũng nè. rồi, một chiêu nửa máu á. Nhưng mà Đó, lúc đó tao không. đâu bằng Haki, không có nói được mày. Giờ ai cũng có Haki hết rồi. Mày xét hồi sinh chưa? Rồi, nhưng mà ở bên À. Gemma. Đã rồi. Màu trắng này anh. Đứng. Để cho nó hồi Đâu máu. xài, xài. Xài thử lại coi. Sao đám mày nó màu Xài. trắng rồi kìa. Hoàng. Đó, Đứng trồng hoa rồi. chồng lớn ít mà. Ngục, trời ngục. Chết luôn rồi, chết luôn rồi, chết Ui luôn rồi, thấy riếu, thấy quẹo rồi đó. Mày 2M6 bao ti hả? Hôm Ê, nay tao Vinh, gom lại Vinh, bao mày, ti gì? mày gài tao hả? Mày thấy tao có 2M6, mày ghen ăn Hai mà ở sáu bao trang ti gì cũng mày lấy nữa dụ thiệt. tao test Hổm an tao quỷ rồi còn mày lấy hết 100k của tao là sao? Hổm tao còn có 2M3 bao ti nên tao đang cố gắng cài lại bao ti nè. Đây đâu rồi? Ok. Vũ, Một rớt cái màu trắng kìa mày thiệt chứ. Đâu rồi? Ô sao rớt thành màu trắng rồi? Mặt trời nó Nè, hình hái dạng hoa khác dân chủ nè. ai da, cái gì vậy? Tao quánh tao vậy? Để cho. Cài quá. Chết Thiệt chứ, rút máu Ôi vẫn kinh có một dị chiêu luôn. mạnh ghê luôn á. Coi Sao mày kìa. quánh tao tư? Đâu Đi. ra Tao chết nó có liên quan gì vụ án này trời. Đâu Ôi nhưng mà quánh người tao? Ê à hình như nếu mà mình xài chiêu thằng 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 Prometheus nhiều hơn mấy này cái nó bị teo lại rồi hay gì nè. Phải không ta? Chẳng hai Nè tự nhiên có Ủa thằng sao giờ. còn có chút xí à? Giới Nó đẩy thành lên gì lửa đồ dữ lắm à. Ủa chủ tịch giờ đâu rồi? Mày mới Giờ giết biết hình tao, chủ tịch đâu mày sao? chán gì chứ? Anh Con mặt giờ trời thì ngầu bao nhiêu, nhìn cục mây chán mấy nhiêu. đó giờ trồng ra cái cây lè lử nè. Đó bắn lên ít nè, hoa dân chủ nè. Em Đó, phải cây bắn gì kẹo nè. đâu. Kìa.
kiểu tình yêu nè. Mày 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 bật bê 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 lên. Tao yếu lắm. Bê bê lên là ông quốc à. Kiểu bất kỳ kẹo phải báo thì bắn rống không à. Đó. Thử coi. Bật bê bê lên mà chưa. Chưa bắn ta chắc chưa được. Đó, giờ không bắn là sao á. Dạ. Dạ. Đúng, đúng ai vậy? Đúng chú Tè. Nè đúng rồi, trời con đập. Đập tao kìa mày. Không, đâu phải nào quánh vô ru á, chứ không phải tao mới thấy nào quánh vô ru mà. Đâu mày trồng cây lên coi làm gì, tao chưa thấy làm được gì luôn nè, tính sát luôn nè. Đó, tao bắn mày đó. Giống. Ủa, cây này giống cây hồi máu, cây cây lè lử là giống cây hồi máu. Giống của tao cho mày quá vậy. Không, cây đó cây là hồi máu cho mày á. Ừ, cây cây đó nó bắn vô tao đó hồi máu. Nè. Ừ, đúng rồi, hồi máu, cây quánh, hồi. Quánh tao thử coi. Coi. Để coi coi nó cái hồi gì nè, nó vậy? Hồi. Để coi nó hồi nè. Đó. Đó. Hồi máu, hồi máu. Hồi máu là quánh lần 3k, hồi máu lần mấy trăm. Nhưng mà nó có cái năng lượng gì nè, giờ tao không có xa trồng cây được nữa rồi. Hết phân rồi mày ơi. Hết phân rồi. Không phải. Hồi máu tao thấy giống cà lem quá hả? Dạ, dạ, dạ. Nó có cái gì đó rồi. Mày đứng, mày... Mày đứng mày bê 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 cái người ta đứng ta nhìn mày hồi máu vậy hả? Nè đó, sao ra cái cây cái kẹo hồi máu nữa rồi. Cây này. Được không? Phải qua được cái hoa kìa. Ờ rồi mới mấy được cây hoa với cây cổ thụ kìa mới được. Nó không đủ để năng lượng hay sao á, để xài chiêu vô cái này coi. Rồi clip dài quá trời rồi mà cái trái này vẫn phức tạp quá. Clip clip. Này thử rồi coi. Tao hút vô cái này coi nó có lên gì không. Coi rớt nó có bự hơn không. Vẫn không hiểu mày ơi, chắc là phải có cái chiêu hồi gì hay gì á. Không, có thể lại xài theo cái mức năng lượng á. Cái này nó... Cái đây cây năng lượng nữa, coi mày xài nó có khác gì không? Dữ liệt hay là sao đó, bấm một lần, bấm hai lần, bấm ba lần gì đó. Thường thường mấy cái chiêu nó nằm vậy à. Nó là không phải là cái ống Fury giống như mấy cái kia, mà cái ống này nó lạ lắm. Nó phân chia giữa cái đỏ và xanh, cho nên là không ấy được. Thôi giờ clip dài rồi mày ơi, chắc là đây để nghiên cứu lại thôi. Ừ, chắc nghiên cứu lại đi. À, trước khi mà mua kết thúc clip, mày muốn test lại chiêu không? Test lại chứ, mua lại cái coi. Quấn nguyên combo coi. Cổ thụ lên coi. Quấn nguyên combo coi, tưởng chết không? Cái cổ thụ trồng không được. Trời ơi, vậy sao lúc đầu mày trồng được? Giờ không đủ năng lượng nữa. Không, trồng cây, đó, ra qua độc rồi nè. Thấy chưa? Trời, lần có năng lượng để trồng cây nữa. Lần có 176 máu mày ơi. Đó. 76 máu chua lắm nha. Mà vô động nó. Này combo rồi vô được. Nè, rút tỉa trong đây nè. Rồi vậy thôi đi, giờ kết thúc clip thôi ha. Vậy được rồi. Kết thúc clip được rồi. Khá là dài rồi đó. Mình chả quay đựng khỉ cô gì hết. Vô review ké bắt tô mà mấy này đói quá làm quá, với lại mình ao meta quá không chưa có biết cái gì hết em à. Cái game này chắc là nếu mà muốn chơi thì mình phải cài lại cho mấy level mát này kia nữa. Vô không có đi đâu được hết rồi, chạy vòng không à. Mấy cái con boss thì phải cấp cao mới vô được nữa. Chắc là cái video mà review ké cái tráng quỷ Bitmer mà update 17 của lock đó chắc sẽ kết thúc từ đây thôi anh em nha. Thì hẹn anh em những video sau nha. Bye bye anh em. Bye bye.